và các bạn trong chương trình Gia đình Tài tử do Panasonic tài trợ. Ngày hôm nay sẽ là một cuộc chơi hết sức là vui, bởi vì đây là cuộc thi tháng và ai chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay, gia đình đó sẽ được nhận giải thưởng 100 triệu đồng của Panasonic. Nhưng trước khi gặp gỡ ba gia đình cuộc thi tháng, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ ba giám khảo: nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ bắt đầu gặp gỡ ba gia đình trong ngày hôm nay. Được biết gia đình vừa khai trương quán ăn chay, sứ giả Phi Phụng đến chúc mừng chiến thắng và hỏi thăm công việc kinh doanh ngay tại quán Hương Lam. Xin chào gia đình. Kỳ mà thi tuần nó nghe gia đình sung quá tại dầm cái bài tủ chiếc khăn tay mà đúng không? Bài tủ sung quá rồi đó. Nhưng mà cái tâm lý của mình mà khi lên sân khấu thì sao? Có hồi hộp, có run rẩy gì không? Rất là run. Rất là run mà đúng rồi. Nhưng mà từ đây đường mình đi lên tỉnh thì thành phố sẽ xa hơn. Rồi có ai bị sai xe, bị sai sóng gì không? Có rồi. Có hả? Nhưng mà khi lên đó bắt đầu thì run, nhưng mà lúc sau là run sung phải không? Run xong là sung. Rồi bây giờ cái tuần mình đã chiến thắng rồi, bây giờ mình tới phần thi tháng. Thì bây giờ trong đây nó sẽ từ kỳ này sẽ có ba bài hát cho gia đình. Bây giờ thích cái bài nào làm cái hiệu lệnh, thích cái bài đó coi. Mình sẽ chọn đường chúng ta. Cả nhà đều mong ước bốc trúng ca khúc Đất nước lời ru. Nhưng kết quả thế nào? Là bé, là bé. Dùng quá, dùng quá. Dài vậy. Đất nước nghe, đất nước nghe. Quay qua, quay. Điều mong ước không trọn vẹn, nhưng cả nhà cũng rất phấn khởi với ca khúc Đường tàu mùa xuân. Chúc gia đình thành công nhé. Đó là gia đình đến từ Rạch Giá, Kiên Giang. Gia đình bán hoa lan. Gia đình chị Nguyễn Thị Bạch Huệ. Xin chào chị Huệ và các thành viên trong gia đình. Dạ. Hôm nay gia đình chúng ta có ai hát cải lương nữa không? Dạ không ạ. Không đúng không? Dạ, có thể hò được. Hò được, hôm nay khác dạ. Hò rồi. Đâu mình hò thử coi. Hò ai về Rạch Giá quê ghé thăm một chút, ghé thăm một chút quán nhà Hương Lam. Tôi tin chắc rằng nếu một cô gái nào đó mà hò thì nhiều chàng trai về lắm nha. Mà nếu chàng trai nào hò thì nhiều cô gái về Kiên Giang Rạch Giá lắm. Cảm ơn gia đình và chúc thành công trong ngày hôm nay. Sau đây sẽ là gia đình tiếp theo. Sứ giả xin chào gia đình. Khỏe không? Khỏe không? Với ca khúc Trị An âm vang mùa xuân, gia đình đã vượt qua thử thách đầu và chào đón sứ giả Quốc Thuận. Khi mà em biết được là em chiến thắng trong một thi tuần thì cái cảm giác lúc đó như thế nào? Nói làm sao nhỉ? Em thấy là rất là vui mà không biết nói gì luôn á. Không biết nói gì luôn hả? Ở đây gia đình của mình người nào là lần đầu tiên bước lên sân khấu ạ? Chắc là lên sân khấu á. Dạ. Bước lên sân khấu rồi. Rung không chị? Cứ rung chứ, nhưng mà giờ cũng hết rung rồi, sung quá. Sung quá rồi. Và Quốc Thuận hy vọng rằng là cả gia đình của mình cứ mang cái sung của chị đó chúng ta tiếp tục bước vào dòng thi tháng sung với có sức nữa, ta gọi là sung sức ba quả trứng là ba bài hát khác nhau. Chị Trang sẽ chọn quả trứng nào đây? Mình thôi, báo cái chỗ gần anh nè. Rồi rồi báo ngang rồi xong để anh rồi xin bật mí. Đây là một bài hát nói về hoa, mà hoa ở vùng cao á, hoa dân tộc hả? Hoa trinh nữ. Đằng trước nó có chữ em đằng trước có chữ em. Em là hoa bơ lan. Đúng, em là hoa bơ lan. Con mời con lên coi đi, cứ nhảy lên. TV. Chúc cho gia đình của chúng ta cà phê hương xưa sẽ chiến thắng ở vòng thi tháng này, mang giải thưởng về cho gia đình chúng ta. Và tạm biệt nha. Tạm biệt. Chúng ta chào đón gia đình đến từ Vĩnh Cửu Đồng Nai, gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Trang. Lần trước ban khảo nói là các giọng hát của các chàng trai hơi yếu hơn giọng nữ. Hôm nay mình khắc phục thế nào? Trước khi đi là cũng cố gắng tập luyện nhiều hơn.
để cho cái giọng của mình nó tốt hơn trước. Chúc gia đình chúng ta gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng đến cuối chương trình chúng ta sẽ có những sản phẩm ba Snick đem về làm quà cho cả nhà ha. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ gia đình thứ ba trong ngày hôm nay. Chị Bình ơi, rất vui được gặp gia đình. Vinh quang dân tộc sang người, con chim bay lượn tung trời, ta ca một lời ca yêu đời ca rằng. Trở lại Kiên Giang lần này, vị thần may mắn Phi Phụng sẽ mang ba ca khúc gì cho gia đình cô Bình nhỉ? Bây giờ mẹ bấm đi, mẹ bấm đi. Ủa rồi, miếng dưa nha. Ôi rồi một. Sứ giả Phi Phụng liền trao tay catalog sản phẩm cho gia đình lấy tinh thần. Khách đến nhà là hát, đó khách uống trà là ca, khách nơi xa đến chẳng cho về. Mẹ là chiên mấy bài mà họ. À đúng rồi. Quyết tâm cùng sứ giả hẹn ngày thắng lợi. Đó cũng là một gia đình đến từ Rạch Giá Kiên Giang, gia đình của cô La Thị Bình. Xin chào cả nhà. Có ai nhớ những giây phút ấn tượng mà căng thẳng không ạ? Dạ có chứ. Lúc đó gia đình chúng ta như thế nào? Nghĩ là mình có tiến tới vòng này hay không? Lúc đầu thì thực sự thấy các đội bạn hát hay, múa đẹp quá, tự nhiên đội nhà lên cái cảm giác rung, thành thử tâm lý là ai cũng rất là sợ. Nhưng mà khi mà ban giám khảo công bố kết quả lên, hết sợ, gia đình vỡ òa trong hạnh phúc luôn. Ngày hôm nay hy vọng rằng áp lực đó sẽ không còn ở gia đình nữa, mà người ta giải tỏa căng thẳng, bởi vì dù sao mình cũng đã là người chiến thắng của thi tuần rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ bốc thăm xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. Số 1, số 2, số 3 và gói chủ. Và bây giờ mỗi gia đình chúng ta sẽ có 15 phút chuẩn bị. Sáng ra thì tụi em dậy từ lúc 3 giờ, xong rồi 5 giờ là bắt đầu khởi hành. Đến đây bị lạc đoạn nữa. Nhà mình chuẩn bị tiết mục này là đầy đủ rồi. Cảm thấy là cũng là một phần nào vừa lòng. Một phần nào vừa lòng và rất là mong muốn tới cái lúc mà mình lên mình diễn, để nếu mà có cái gì là mình phải tự học hỏi lại. Cho nên cái hồi mà mới nhập vô mà tập thì rất là hăng say, hát rất là hay đó. Mà đến khi cuối cùng là đứa nào bệnh đó, mấy cháu cứ bệnh liên tục. Yeah! Bao nhiêu thứ nữa, cánh hoa nào đẹp.
Phải nói là các cô gái xuất hiện và với những bộ trang phục rất là đẹp, và các bạn đã làm nên được một cái không khí bài rất là rộn ràng, vui. Tuy nhiên là cái giọng nữ mà solo chính của bài này thì tôi thấy là cũng rất là tốt, nhưng mà bài này nó rất là khó, rất chuyên nghiệp đấy. Và bạn đã thể hiện cũng đã rất cố gắng của mình. Trong cái lúc bạn hát á, thì có một vài chỗ lên cao thì nó hơi bị mờ một chút. Ví dụ như là bạn là vào bằng ngay từ đầu tiên, khi mở ra một cái bạn gọi như Tây Nguyên ơi, hoa rừng bao nhiêu thứ, như là một câu hỏi, là phải phóng khoáng cái giọng ra, thoải mái ra thì nó sẽ sinh động hơn. Rất ấn tượng với tôi đó là các bạn, các em, các cháu gái ra múa rất là đẹp, rất hồn nhiên. Xin chúc mừng gia đình. Gia đình ta mà hát được bài này tôi đã thấy phục rồi. Nghệ sĩ Anh Tuyết có nói là chỗ nọ chỗ kia mà, thì theo tôi có thể tha được với cái giọng như thế. Mà làm được như thế thì tôi thấy là tốt quá rồi. Người thứ hai tôi muốn khen là cái người hát bè đó. Ở cái bài trước cả hai anh đều bị lấp, nhưng lần này thì hai người này hát bè với nhau rất cân đối. Mà bè cũng khó. Đối với tôi thì là nhiều sự ngạc nhiên và rất hoan nghênh các bạn. Tôi thấy rất là thích cái tiết mục của gia đình mình, bởi vì cái tính nồng nàn trong cái tiết mục này. Cái sự nồng nàn nó thể hiện trên gương mặt của tất cả các thành viên của gia đình mình. Và qua cái tiết mục này, trước đây tôi thích hoa hồng, nhưng mà ngày hôm nay tôi thích hoa bơ lan. Xin chúc mừng. Cái đợt thi tuần này là mình diễn cũng được lắm rồi đó nha. Bây giờ phải chuẩn bị cái từng thi tháng này sao nó phải hay hơn, một có ý nghĩa hơn. Mình có thể là đưa được cái ý nghĩa của cái đường tàu mùa xuân lên nữa thì bài này rất là hay. Nhưng mà ta đang lo dữ lắm. Vậy mà vậy chứ giờ giọng nam của mình không biết là cái nó có làm được cái hào khí hào hùng của người chiến sĩ. Cái cậu lo cũng là cái giọng nam không có được mấy gì mà. Ý đó là cái cậu với mẹ lo là giọng mỏng đó phải không? Chính xác. Thôi giờ đâu mình hát thử coi một hai câu coi còn mình có sức mình hát không? Thử trời ơi trời. Tự hào nào mong có gái, tự hào nào những chàng trai tuổi thanh niên xuất như phù đổ. Sao mà thấy được không? Con hơi già chứ được. Không, bây giờ mấy đứa này gì nè. Bây giờ Quỳnh Anh về chút xíu, Quỳnh Anh trở lại. Bây giờ Quỳnh Anh về, nhưng mà bây giờ khoảng 1 giờ có mặt đây. Mọi kế hoạch của cô Huệ không đạt kết quả như mong đợi. Vì lý do các nhân tố trẻ bắt đầu, mỗi người một lý do, bận công việc, đi học. À, rất là rung. Tôi tin bao nhiêu phần trăm ạ? Khoảng 95% á. Còn 5% nữa rớt câu rồi. Còn 5% rớt lại. Rớt lại là còn là chờ cái diễn của các em nó tốt hay là không. Một cây xanh hàn vàng cây xanh, chìm tay nhau hàn vàng cây xanh, tăng trưởng nhanh kinh tế xanh. Một con tim hàng triệu con tim, chiều đôi tay hàn vàng đôi tay, chung đắp xây kinh tế xanh. Hôm nay là cái ngày lễ ra quân, cả nước chúng ta cùng trồng cây để bảo vệ môi trường. Ở trong cái quang cảnh ngày hôm nay, đào đào cút cút, tự dưng là tôi nhớ lại lúc mà chúng ta phá đá mở đường Trường Sơn để giải phóng miền Nam. Tất cả các anh chị và các bạn có nhớ không ạ? Nhớ chứ. Nhớ sao? Nhớ thế hệ cha ông chúng ta đi trước đã hy sinh đổ mồ hôi xương máu cho mảnh đất này. Bây giờ chúng ta là cháu con, chúng ta phải lấy đó mà làm gương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cất cao tiếng hát bài hát hào hùng năm xưa và tiếp tục ươm màu xanh cho đất nước, cho mảnh đất này mãi mãi một mùa xuân. Tất cả sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xưa anh qua đôi em mở đường trên
Đầu tiên tôi hỏi ai là người dàn dựng chương trình này đấy ạ? Bạch Vy ạ. Rồi, xin chúc mừng chị. Phải nói là chị dàn dựng như là một nhà chuyên nghiệp, dàn dựng rất là công phu và rất là chặt chẽ, bố cục tốt. Và tôi rất là thích cái mở màn, rất là tốt, hát đều, giọng khỏe và khá chính xác. Chúc mừng gia đình. Đúng là chúng tôi rất ngạc nhiên với một cái bài như thế mà các bạn đã dựng một cái dẫn dắt rất là thú vị, một cái ý nghĩa rất sâu sắc trước khi bước vào bài hát. Lần trước chúng tôi đã khen ngợi các bạn có một cái giọng rất tốt, thì bốn người hát đều là vàng, giá mà có thêm tí bè thì đẹp vô cùng, nhưng mà không sao, hát không bè cũng được. Và đúng là đường tàu như thế nên mới vui, một cái ấn tượng rất đẹp về đường tàu của mình. Mà đúng là cái con đường tàu lúc bây giờ làm là rất gian truân, nhưng mà chúng ta lại tạo một cái điểm vui như vậy thì tôi thấy là rất hoan nghênh các bạn. Ý tưởng mà ươm mầm non để giữ mãi một mùa xuân ấy, đó là một ý tưởng rất là tuyệt vời. Điều mà tôi đáng khen nhất là mọi thứ được sắp xếp một cách rất là gọn gàng, nó hòa quyện vào nhau một cách đến kinh ngạc. Từng động tác của các bạn, từng cái gương mặt của bạn, thậm chí giọng ca của các bạn nó rất sức biểu cảm. Và cộng chung với tất cả những điều đó, nó mang đến hai chữ là rất là đẳng cấp. Tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ nói là tôi cảm thấy tôi ganh tị các bạn. Tôi hy vọng một ngày đó tôi được đứng chung với hàng ngũ của các bạn. Gia đình rất là vui. Không ngờ là lên đây diễn mà còn nhớ được bài. Thắng thua thì mình chưa có thể nói được, nhưng mà tôi đánh giá gia đình mình này là diễn rất là tuyệt. Niềm vui chưa trọn vẹn, hôm nay gia đình tài tử La Thị Bình lại khăn gói lên đường từ Kiên Giang đến thành phố Hồ Chí Minh, trải qua gần 240 km tiếp tục cho vòng chung kết. Dạ, đi từ 11 giờ trưa hôm qua rồi đến 7 giờ tối mới tới đây. Rồi đi tìm nhà nghỉ. Chung là mọi người đều bồn chồn hồi hộp. Dạ em hả, mới tạo thì không có gung, bây giờ thấy gung. Cô ở cái câu lạc bộ dưỡng sinh già của câu lạc bộ 1 tháng 10. Thế nên là cô Bình cũng là một hội viên của câu lạc bộ tháng 10. Nhưng mà khi mà được cái tin này, cái là câu lạc bộ các cô là quyết tâm cổ vũ đến cùng. Từ khi tập cho đến bây giờ đi là các cô xung phong để đi cổ vũ cho cô Bình, để cho cô Bình, gia đình cô Bình chiến thắng. Rồi. Chị Bình ơi, làm mệt quá hát câu quan họ lên cho vui đi. Trên quê hương quan họ hỏi, một làn nắng nghi cũng mang điệu dân ca. Giữa mùa lúa thơm, cánh cò bay đẹp như trong mộng y. Những cô tâm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa cháy hồi. Xin chào các cô gái thanh niên xung phong. Chào các em bộ đội. Nghe các cô hát dân ca hay quá, cho đem chúng tôi hát với. Chúng ta cùng hát cho vui đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dưới này một bất ngờ rất lớn đối với gia đình. Tại vì là các bạn thể hiện một cái bài hát này cũng rất là khó, nhưng các bạn đã thể hiện rất đúng với tính chất của một bài hát. Rất xúc động với những cô gái mở đường. Tiếng hát của chị cất lên làm tôi rất là xúc động, rất là hay. Tuy nhiên là tiếng hát của chúng ta thì đôi chỗ nó chưa được đều lắm. Nhưng mà về tinh thần bài các bạn làm rất tốt. À, tôi rất là ngạc nhiên vì những chàng trai và những cô gái ở Kiên Giang lại hát bài về quan họ của đất Bắc nó hay đến thế. Tôi biết trong cái phát âm của các bạn có những cái chữ nó là từ miền Nam, nhưng mà cái hồn ấy vẫn là hồn của đúng quan họ. Hôm nay làm sao ba đội đều có những cái hay cả. Nó sẽ là cái khó cho chúng tôi đấy. Đây là cái gia đình mà tôi cảm thấy ngạc nhiên nhiều nhất. Tôi nhìn ở góc độ người đạo diễn, người chuyên môn, tôi thấy ở đâu đó còn rất là nhiều sự vụng về ở trong cái động tác, ở trong cái câu ca. Thế nhưng mà tại sao tôi vẫn thấy hấp dẫn. Tôi đang đặt một dấu hỏi, hình như là cái sự bản lãng của các bạn ra sân khấu nó trở thành một cái thương hiệu của gia đình mình, cho nên nó hỗ trợ cho các bạn lột tả được cái bài hát này. Cái tình yêu giữa anh bộ đội và dân quân mở đường này là cái tình yêu rất là chút bản lãng, tự nhiên nó lại ra cái tình yêu này. Nói chung là tôi không biết, tôi chỉ thấy hấp dẫn vậy thôi. Xin chúc mừng cả ba gia đình chúng ta hoàn thành kế hoạch một cách xuất sắc và tuyệt vời. Có những sự xuất hiện của những ngôi sao trên sân khấu gia đình tài tử sẽ tỏa sáng trong tương lai nào đó, và một tương lai đó đang đến với rất gần chúng ta. Chắc chắn là không bao giờ quên ở chương trình gia đình tài tử. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công bố kết quả. Đầu tiên là đội đến từ Đồng Nai với số điểm về khả năng ca hát 95 và 95. Tiếp theo là đội đến từ Kiên Giang. Mời. Khả năng ca hát, đội đến từ Kiên Giang trên những tuyến đường quan họ 95 và 10. Vẫn là một ẩn số, vẫn còn khả năng sáng tạo. Đội đến từ Đồng Nai, Hoa Bơ Lan 10, 95 và 10. Và đội đến từ Kiên Giang trên những tuyến đường quan họ 95, 95 và 10. Chúc mừng đội đến từ Kiên Giang 10. Như vậy là 6 con số 10 dành cho đội đến từ Kiên Giang. Với số điểm của gia đình chị Trang là 58 điểm, xin chúc mừng. Và gia đình của chị Bình là 58 điểm. Cuối cùng là gia đình chị Huệ đến từ Kiên Giang là 60. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh và nghệ sĩ ưu tú Anh Tuyết sẽ lên trao giải thưởng cho đội đến từ Đồng Nai và đội đến từ Kiên Giang. Và bây giờ xin mời nghệ sĩ Dân Trần Hiếu sẽ lên trao giải thưởng 100 triệu đồng Manasik cho gia đình chị Bạch Huệ đến từ Kiên Giang. Niềm vui thắng lợi đến với người dân vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Vị quán quân tháng 9 năm 2012 thuộc về gia đình sống tại Rạch Giá, Kiên Giang. Chị Nguyễn Thị Bạch Huệ cùng gia đình nhanh chóng nhận được sản phẩm ngay tại trường quay và cùng chia sẻ niềm vui với đội bạn. Em xin gửi ra gia đình chị để dành kỷ niệm về... vui và rất là thành phục khẩu phục, bởi vì gia đình của bên bạn nó rất là tuyệt vời, phải không? Chúc gia đình là luôn luôn giữ vững sức khỏe, mạnh khỏe trong cuộc sống vậy thôi. Hôm nay là được lọt vào vòng thi tháng là gia đình rất là vui, mà đấy là cái điều không ngờ, nên là ông xã ở nhà là cứ yên tâm ở nhà, đêm nay sẽ về đến nhà mang quà về cho ông xã. Đi đến đây và được thi cho đến cái vòng này thì em thấy là rất là vui rồi. Và như em nói ngay từ ban đầu là tiêu chí của gia đình em đi đến chỉ để tham gia và để học hỏi cũng như giao lưu với các gia đình khác. Được diễn về Tây Nguyên và hát chung với gia đình, vì lâu rồi gia đình con chưa tụ họp như hôm nay. Dạ. Và mấy con có nghĩ là mình gia đình mình sẽ tiếp tục biểu diễn đi tham gia các chương trình nữa không? Dạ. Điều mong ước của con là gì? Điều mong ước của con là rất là nhỏ nhoi là chỉ là được diễn trên sàn thi đấu của gia đình tài tử thôi. Rồi, cảm ơn con ha. Rồi, chào các nhà. Rồi, chào các nhà. Nói chung vấn đề mà gia đình tài tử thì nói đến tài tử thì là những người không chuyên nghiệp, mà chúng tôi thật sự là những người thật sự không chuyên nghiệp mà chỉ có niềm đam mê nghệ thuật, đam mê ca hát. Khi mà muốn được thành công thì cái niềm quyết tâm cộng với sự đoàn kết đam mê của tất cả những cái gì mình yêu thích thì mình thể hiện hết. Tạm biệt miền Nam, chúng ta lại tiến ra Bắc. Hai vị sứ giả quen thuộc sẽ đưa khán giả đến với vùng miền nào đây? Chương trình do công ty MCV thực hiện.